hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2018 lễ nhớ thánh Francisco Assisi trích thư thánh Paolo tông đồ gửi tín hữu Galata anh em thân mến phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian thì chương trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa, con thưa cùng Chúa. Ngài là Chúa tê con, Chúa là phần gia nghiệp và phần trang của con. Chính Ngài nắm giữ văn mang của con. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Con chúc tùng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bao. Đó là điều lòng con tự nhu. Cả những lúc đêm khuya, con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con về Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao nung. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, Sự nó đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên, Sự khoa lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Alleluia, Alleluia. Lạy cha là chúa trời đất Chúc tụng cha vì cha đã mặc khai các màu nhiễm nước trời cho những kẻ bé mòn Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng Lạy cha là chúa trời đất con xưng tụng cha vì cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn vâng lại cha vì ý cha muốn như vậy mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta và không ai biết con trừ ra cha và cũng không ai biết cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho tất cả hãy đến với ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng Và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an Vì ách của ta thì êm ái Và gánh của ta thì nhẹ nhàng Đó là lời, chua, lời Chúa Lạy Chúa kitô Tô ngợi khen Chúa Suy niệm bài của Linh Mục Phe Nguyễn Ngọc Mỹ Nghèo hèn Thánh Francisco Assisi là một người nghèo hèn nhưng đã làm bàng hoàng và phấn chấn giáo hội bởi ngài sống sát với phúc âm. Thánh Francisco Assisi trở nên nghèo hèn chỉ vì ngài muốn giống Đức Kitô. Ngài yêu quý thiên nhiên vì đó là một công trình mỹ miều của Thiên Chúa. Ngài hãm mình phạt xác để có thể hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Sự khó nghèo của ngài đi đôi với sự khiêm tốn mà nhờ đó Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ để dẫn vào tâm điểm của đời sống tâm linh của Ngài. Sống đời sống phúc âm đã được tóm lược nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu và được tỏ lộ cách tuyệt hảo nơi bí tích thánh thể. Thánh Francisco được mời gọi tiến tới một sự trần trụi tối thường, một sự nghèo khó triệt để một sự nghèo khó không chỉ liên quan đến của cải vật chất, nhưng động chạm đến bản chất thâm sâu nơi con người. Thánh Francisco tin tưởng lời Chúa, và với đức tin của người nghèo, Ngài trao phó hoàn toàn hội dòng cũng như bản thân trong bàn tay Thiên Chúa. Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Chúa là ai và con là ai? Yêu và yêu nhiều đều chưa đủ, và học trở nên nghèo khó trong tình yêu, nhất là trong tình yêu, không chiếm hữu sự gì, không chiếm hữu người nào. Bây giờ tình yêu mới đạt tới đỉnh trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống nghèo không chỉ liên quan đến của cải vật chất, nhưng động chạm đến bản chất thâm sâu nơi con người. Bài của Linh Mục Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ. Bí quyết trẻ trung. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Assisi, sống bạc cách chúng ta trên bảy thế kỷ thánh Francisco vẫn mãi mãi để lại một hình ảnh trẻ trung chưa có vị thánh nào trong giáo hội được nhắc nhở yêu mến như thánh nhân chưa có vị thánh nào đã gợi lên nhiều cảm hứng cho văn chương nghệ thuật cho bằng thánh nhân chưa có vị thánh nào được các nhà chính trị các nhà cách mạng ca tụng cho bằng thánh nhân Sứ điệp của thánh nhân siêu việt thời gian bởi vì con người của thánh nhân là hiện thân của tuổi trẻ. Thật thế, suốt cả cuộc đời của mình, thánh francisco Assisi luôn biết giữ một tâm hồn tư trẻ. Tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn, có lẽ thánh nhân không phải là người đã nói lên châm ngôn ấy, nhưng hẳn ngài đã sống theo châm ngôn ấy, ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tư trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu bằng cách chống cự lại các ước muốn, ngày đón nhận mọi sự không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa học tâm lý ngày nay, Thánh Francisco Assisi đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật thế để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các nhà tâm lý học khuyên chúng ta như sau: hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá, hãy tập yêu thích việc đọc sách, chuyện vãn, nghe nhạc hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm hãy tập yêu thích tiếng chim hót sự hiện diện của thú vật tiếng cười đùa rộng rã của trẻ em hãy tập yêu thích trồng trọt làm việc tay chân hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất hãy tập yêu thích công việc và cảm nhận được niềm vui khi làm tốt một công việc hãy tập yêu người dù người không giống ta không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống, con người đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho bầu không khí tươi trẻ trong tâm, tâm hồn. phải chăng đó không là những yếu tố mà người ta cũng bắt gặp trong bài ca vạn vật của thánh Francisco Assisi? Một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ đó không chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng cần là một đòi hỏi đối với người Kitô. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta hãy để trẻ nhỏ đến với ta vì nước trời thuộc về những ai giống chúng. Ta nói thật với các con, nếu các con không đón nhận nước trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Bài trích sách lẽ sống